Chào mừng các anh chị đến với video của Điện Máy AHA ngày hôm nay. Hôm nay các anh chị hãy cùng Điện Máy AHA chào đón một quý khách hàng thân thiết của Điện Máy thông qua một số mặt hàng trưng bày hiện đang có sẵn tại kho của Điện Máy AHA nhé. Điện Máy AHA chuyên cung cấp những nồi nấu công nghiệp, các loại máy móc chế biến thực phẩm dành cho quán ăn nhà hàng. Với những chiếc nồi nấu phở 20 lít, 60 lít và 100 là những size nồi phổ thông mà anh Kiên, một vị khách hàng thân thiết của Điện Máy AHA đã lựa chọn cho quán phở nhà mình, sẽ được khai trương vào tháng 5 tới đây tại Hà Nội. Theo anh Kiên cho hay, thì ấn tượng đầu tiên khi xem nồi nấu phở của Điện Máy AHA là chất liệu dày dặn, mẫu mã bền đẹp và đặc biệt là chính sách bán hàng thì rất hợp lý. Vì những kiện hàng to và cồng kềnh nên bên em sẽ đóng kiện gỗ chắc chắn trước khi gửi hàng qua bên vận chuyển. Như vậy sẽ đảm bảo hơn trong quá trình vận chuyển thì sản phẩm sẽ không bị rung lắc hay là bị bóp méo. Đây là bạn kỹ thuật bên em và Điện Máy AHA sẽ trực tiếp lắp đặt, thử nồi cũng như là đầu điện an toàn trước khi gửi nồi tới tay quý khách hàng của Điện Máy AHA. Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay liên hệ tới số hotline được hiển thị ở trên màn hình để được nhân viên bên em tư vấn và báo giá. Điện Máy AHA, mua hoàn mỹ, dùng bền bỉ. Cảm ơn các anh chị.